các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của trung tâm đào tạo tài chính Minh Vịnh tại thành phố Thanh Hóa. Mình là Đông, mình là giám đốc của trung tâm. Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một món đồ uống khá là hot trên thị trường, đó là món xoài dưa Việt Quất. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Thì nguyên liệu của món xoài dưa Việt Quất này còn có dưa tươi, cam vàng, mứt xoài, mứt Việt Quất, đường, bột mít và nguyên liệu cùng là đá bì. Bước đầu tiên thì mọi người sẽ cho mứt Việt Quất xuống đáy đi. Và một điều gì mình muốn lưu ý với mọi người là bột của mọi người nên bột cũng cùng tránh trường hợp nếu như mọi người bỏ bột đầu tiên thì nó sẽ thứ nhất là sẽ không được đều và thứ hai là sẽ gây ra bóng cục. Với món đồ đá xanh thì